Rồi. Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video tiếp theo của tôi nha. Thì ngày hôm nay tôi lại quay trở lại video mới, đó chính là hướng dẫn anh em cách làm cây kèn thiếu nhi. Đó. Thì giờ cái áo luôn anh em ơi. Thằng cameraman nó uống nước mất dạy quá. Làm dơ cái áo tôi luôn rồi. Ok. Thì để trước tiên làm một cây kèn thiếu nhi thì chúng ta cần một cần một cái gì ta? Đây. Tôi sẽ làm một cây sáo cho các bạn chơi. Thì ok. Trước khi làm kèn chúng ta cần phải có tàu lá dừa nha. Thì ok, bây giờ tôi sẽ đi kiếm lá dừa. Đây rất nhiều lá dừa luôn. Kiếm đại một cái gì đó. Đi nè, theo tôi. Không có dao thì chặt. Sao sai không mày? Thấy toàn người đi. Nè, mấy tàu lá dừa nè, khỏi cần lấy dao. Sao? Nó bị thủ đó. Thấy nhiều nhiều quá. Từ từ thôi Phúc. Cầm từ từ thôi. Rồi luôn anh em ơi. Đây. Tôi đã có tàu dừa rồi đây. Một chậu đây. Là đây bóng mát. Từ dép ngồi cho sạch lên nè. Vô quá. Rồi. Đây tôi sẽ đã có mấy cái tàu lá dừa nè. Biết làm kèn được. Giờ tôi sẽ tút ra nghe này. Chúng ta bỏ cái phần ở giữa đi. Lấy cái phần lá thôi. Kiếm này nè. Làm sừng trâu của Tôn Ngộ Không nè anh em. Kinh kinh chưa? Làm sạch cái lá nha nè. Làm kèn sao đây mày? Quắn rồi hả? Ừ. Quấn một cây kèn xíu tôi sẽ thổi thử cho anh em. Quắn rồi nghe nè. Wow, nghe tiếng hơi rõ không anh em ơi.
Rồi ok, bây giờ tôi sẽ hỏi thử coi nó lên tiếng không anh em. Sao mày? Sao mày? Con bự bự thổi mới kêu lớn. Xong, sao kêu anh em? Sao kêu mày? Biết. Không kêu anh em ơi. Không kêu. Không kêu à? Không kêu xong luôn chứ sao? Ôi. Đúng là làm càng ngày càng khó anh em ơi. Làm cái càng không kêu luôn. Ok, thì video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng luôn nha anh em. Chào, hẹn gặp lại anh em trong clip sau. Bye bye.